Tức là đây nó có hai giai đoạn là khách hàng chọn nhá. Một là khách hàng suy nghĩ để chọn mình. Hai là đến giai đoạn là xuống tiền rồi, có hai bên xuống bên nào. Đấy, đầu tiên là phải đi tìm được là nhu cầu khách hàng mua cái bộ sản phẩm này, đấy là giai đoạn trước. Còn giai đoạn sau là khách hàng xác định được bộ bàn ghế mà cần phải mua rồi. Thì khách hàng hay lấy cái sản phẩm đấy xong gửi cho mấy bên, xem thằng nào nó báo giá rẻ nhất hoặc là lợi ích ok nhất thì bắt đầu là mình chọn mua. Phải không? Thế mà đã bao giờ mình tìm xem mấy thằng đối thủ ấy nó báo giá bao nhiêu, nó có lợi ích gì không? Bây giờ mình đang muốn khách hàng nó chọn mình thì tức là cái chính sách của mình phải thơm hơn thằng đối thủ, phải không? Thì mình đầu tiên là mình phải biết thằng đối thủ đang báo giá như thế nào, thì mình phải có một cái giá tốt hơn, giá trị tốt hơn, quyền lợi tốt hơn. Cái vấn đề về mặt nội thất ấy thì em cảm thấy là nó ở cái khoảng chung chung, nó cũng không phải là như cái mặt hàng rẻ tiền, bởi vì nó khiến khách hàng phải đắn đo khá là lâu ấy. Thì mình có cái phương án nào để mà mình phải xử lý cái vấn đề nó khá là lâu ấy, thì em cũng không biết là mình có cái ba cái vấn đề em vừa ghi ba cái gì, kịch bản báo giá, kịch bản xử lý tỷ số ấy. Vâng. Và kịch bản bám đuổi. Vâng. Thế bình thường là khách hàng từ chối cái gì hay là anh muốn xử lý cái gì? Bây giờ ví dụ là về mặt nội thất đấy, đúng không, nó khá là báo hòa và cạnh tranh. Thì bây giờ ví dụ như thầy đi mua một sản phẩm về nội thất, thầy đúng. Về thầy ngồi thì thầy muốn hỏi một bộ ghế sofa đi. Thì bây giờ có rất nhiều mặt hàng quảng cáo ở trên mạng, đúng rồi, thì nó khiến cho thầy khá là khó để mà mình tin tưởng về một cái trang nào đấy, để mà hay là về một cái công ty nào cũng gọi là tạm là công ty, vâng, để mà thầy tin tưởng. Thì và về mặt giá cả thì nó bây giờ hiện tại thì nó cũng chỉ xem nhau thôi. Thì giá mặt bằng chung không, mặt bằng chung thôi. Thì giá mặt bằng chung thì theo thầy thì làm là có phương án nào để mà mình gọi là top 1 thị trường không? Top 1 thị trường cơ à? Không, bởi vì cái mặt hàng này mình phải hiểu về tâm lý khách hàng khá là cao đấy. Đúng rồi, thì phải hiểu tâm lý khách hàng. Đương nhiên ai cũng phải hiểu tâm lý khách hàng. Nhưng mà nếu mà xác định đi vào mục tiêu là top 1 không, thị trường. Không, em đang nói ví dụ là kiểu như là ví dụ hai bộ bàn ghế chúng ta đang ngồi đi. Vâng. À, làm sao để mà em mua hàng được ở bên anh đi. Vâng. Bởi vì giá trên thị trường nó đang tương đương nhau. Và nếu nó rẻ hơn thì 1-2 triệu. Và hiện tại khách hàng nó đang chọn mua với cái giá rẻ nhất. Thế bây giờ để khách hàng mua của mình, trong khi sản phẩm của mình thì cũng không có cái gì để mà nó khác với thằng khác, thì đấy là không khác được về phần đặc tính. Thì phần dịch vụ mình có gì để khác không? Tức là đây nó có hai giai đoạn là khách hàng chọn nhá. Một là khách hàng suy nghĩ để chọn mình. Hai là đến giai đoạn là xuống tiền rồi, có hai bên xuống bên nào. Đấy, đầu tiên là phải đi tìm được là nhu cầu khách hàng mua cái bộ sản phẩm này, đấy là giai đoạn trước. Còn giai đoạn sau là khách hàng xác định được bộ bàn ghế mà cần phải mua rồi. Thì khách hàng hay lấy cái sản phẩm đấy xong gửi cho mấy bên, xem thằng nào nó báo giá rẻ nhất hoặc lợi ích ok nhất thì bắt đầu là mình chọn mua. Phải không? Thế mà đã bao giờ mình tìm xem mấy thằng đối thủ ấy nó báo giá bao nhiêu, nó có lợi ích gì không? Bây giờ mình đang muốn khách hàng nó chọn mình thì tức là cái chính sách của mình phải thơm hơn thằng đối thủ, phải không? Thì mình đầu tiên là mình phải biết thằng đối thủ đang báo giá như thế nào, thì mình phải có một cái giá tốt hơn, giá trị tốt hơn, quyền lợi tốt hơn. Ta lấy view bộ bàn ghế này là 7 triệu, số khác bán là 6 triệu rưỡi, thì nếu về so sánh về giá thì Hạnh sẽ chọn thằng 6 triệu rưỡi, đúng không? Nhưng mà bây giờ view về bảo hành chẳng hạn, về loại gỗ chẳng hạn, cái bộ kia giống y hệt, nhưng anh bảo là gỗ kia là gỗ gọi là gỗ ép, còn gỗ anh là gỗ thịt, anh chứng minh được cái đấy. Thì em bảo là thêm 500.000, gỗ thịt thì bền hơn, còn gỗ kia nó hay bị mọt, bị mối, bị phồng, bị rộp, thì nên em không mua gỗ kia. Thì đấy là cái điểm khác. Tất nhiên là trong cái vấn đề để mà mình đánh giá vào cảm xúc khách hàng ấy, được. Thì mình vẫn cứ nêu ra những cái quan điểm như thế. Cứ nêu là nó khác. Ở đây là mình giáo dục khách hàng thì ngoài cái việc là mình phải marketing cái đấy trước, chứ không phải là đợi đến lúc mà khách hàng có cái nhu cầu, khách hàng mới nhắn tin mình mới giải thích thì nó muộn. Tức là lúc đấy nó chỉ là xác định mua, chứ không phải là mình lúc đấy mình giáo dục lại thì nó muộn quá, thì mình phải giáo dục trước chứ. Đấy, cái số 2 ví dụ như là giả sử là hai bộ bàn ghế đấy chất liệu giống nhau, kích thước giống nhau, nhưng một thằng thì 7 triệu, một thằng thì 6 triệu rưỡi,
Thế là làm nào để khách hàng mua 7 triệu thì mình cần phải có cái quyền lợi tốt hơn. Ví dụ 7 triệu thì anh được cái gì? Còn 6 triệu rưỡi anh được cái gì? Ví dụ đơn giản 6 triệu rưỡi chỉ mua bộ bàn ghế và ship về nhà thôi. Và cước ship đang là 300 nghìn giả sử như thế. Của mình cũng là mất cước ship, nhờ mình mất 200 nghìn thôi. Tức là về dịch vụ ship hàng của mình thì rẻ hơn. Cái số 2 mình ship được ngay trong ngày, còn thằng kia là phải 3 ngày bắt đầu mới ship được hàng. Đó. Hoặc là đơn giản là hai thằng mà lại cùng chất liệu này, khác giá này, ship thì cũng cùng một cơ sở được này. Thì bây giờ mình có cái quà tặng gì nó khác hay không để khách hàng chọn mình hay không? Anh hiểu không? Thì lúc nào mình phải nghĩ cái khác. Còn đơn giản là dịch vụ bảo hành hoặc là dịch vụ chăm sóc ghế, sau ghế, vệ sinh ghế này, đánh bóng ghế này. Em thì là như thế thôi. Dạ vâng. Còn theo em quan sát thì em cũng đã nắm bắt được cái tình hình mà thì đúng rồi, mình sai ở điểm nào và mình khắc phục điểm nào rồi. Đúng rồi. Ví dụ như là người ta đang bán ghế, người ta tặng gối sofa cùng. Thì nếu mình tặng cái đấy thì nó lại không có cái gì khác biệt. Tặng bộ ấm chén. Đúng rồi, mình tặng bộ ấm chén hoặc mình tặng nồi cơm điện. À, khách hàng lại ham hố cái nồi cơm điện đấy. Là lại nhảy vào mình mua. Giống như mình mua bộ giặt Omo. Mình không mua bộ giặt mà mình mua cái thau tặng cùng cái Omo. Cái thau đấy to quá. Hoặc là mình tặng cái sản phẩm lau vệ sinh da hoặc là gì đấy kiểu sau thời gian sử dụng. Đúng rồi. Đại loại mình cần phải tìm hiểu xem khách hàng tặng thằng đối thủ tặng cái gì. Thì mình tránh việc tặng cái đấy. Bởi vì nó tặng được thì thằng kia cũng tặng được, thì mình tặng một cái mà nó không có. Mình có nhưng lại khách hàng mình cần. Thì mình nên tìm hiểu đối thủ của mình trước. Thì sau đó mình mới hiểu được tâm lý khách hàng. Anh hiểu không? Đấy kiểu thế. Ví dụ cùng là đi xe Mẹc với cả xe Bim thì nó khác nhau chứ đúng không? Đều là thương hiệu sang, nhưng mà nếu mà để mà yêu cái cảm giác lái thì là phải đi Bim. Còn nếu mà để mà danh tiếng trong kinh doanh tốt, thiện cảm tốt với khách hàng thì nên đi Mẹc. Thì nó lúc này nó phụ thuộc quá trình tư vấn, là gọi là hiểu khách hàng. Được không? Nghĩa là mình gây dựng được cái hình ảnh tốt nữa đúng không? Đúng rồi, gây dựng hình ảnh tốt ở trên trang page. Mình xây dựng nội dung đúng sai cho khách hàng hiểu là mình tốt mà. Tức là nếu như mà mình gây ra được hình ảnh tốt thì nó cũng thành công được 50%. Đúng rồi. Còn lại là cái khác biệt sau khi mà khách hàng, đấy là câu hỏi trong chốt sale, là thế tại sao khách hàng cần phải xuống tiền ngay? Đấy là câu hỏi trong chốt sale. Thì lúc đấy là mình phải nghiên cứu đối thủ, xong rồi dựa vào nhu cầu của khách hàng. Còn dựa theo thị trường với lại thời gian thì mình phải quan sát thì mình thay đổi thôi. Ừ, đúng rồi. Ví dụ bây giờ nhá, người ta mua ở cái bộ đấy ở chung cư. Thì mình thấy chung cư nó khoảng tầm 70 m², thì mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ tặng những cái gì. Đối thủ nó sẽ tặng là cái vệ sinh da, ok. Thế ngoài vệ sinh da mình sẽ tặng cái gì? Ví dụ như là mình sẽ tặng một cái máy hút bụi chẳng hạn, cho khách hàng tự chọn anh thích cái nào thì mình bán cái đấy cho họ. Với máy hút bụi nó cũng rẻ. Thì đương nhiên là máy hút bụi thì mình không cần phải tặng lại xịn, mà mình phải nghiên cứu xem cái giá nào nó phù hợp chứ. Còn nhập thì nó có nhiều loại, bao nhiêu cũng có, hình dáng bao nhiêu cũng có mà. Đấy là chỉ là ví dụ thôi. Mình có quỹ ngân sách là bao nhiêu phần trăm để tặng cho khách hàng. Thì mình xem là có cái gì để mà khách hàng để mà nhập cho khách hàng không. Ví dụ bán bất động sản tặng vàng, đúng không? Thì bây giờ bán bất động sản thì kiểu gì giờ vợ sẽ đi cùng. Bây giờ tặng cái gì cho con vợ? Ví dụ tặng một gói làm ngực chẳng hạn. Đúng không? Ví dụ làm ngực hoặc làm mũi chẳng hạn. Tài trợ miễn phí. Đổ vào đi trọn đời. Thì lúc đấy là chồng là thằng trả tiền, nhưng mà vợ mà là không quyết định. Thì cái quà tặng nên làm cho con vợ nó sướng. Hay là nó chọn đất của mình chứ nó không chọn cây vàng. Bởi vàng thì ở đâu chả tặng. Ok chị anh. Ok, cảm ơn nhá. Rồi.